Ôi dồi ôi. Người ngợm dạo này làm sao nó cứ đau ê ẩm thế nhỉ? Chả nhẽ mình thanh niên như thế này rồi mà gặp vấn đề về xương cốt à? Không được. Bắt đầu từ ngày hôm nay là mình phải tập thể dục. Để cho bọn thanh niên nó không coi thường sức khỏe mình được. Thằng Long nó không ở nhà. Phải vào lấy cái máy tính của nó. Rồi mở ra tìm một bài tập cho nó đàng hoàng chứ. Tìm kiếm đâu? Thằng Long nó bảo vào ông Google. À đúng rồi, Google search là ra ngay. Thái cực quyền. Đấy. Thái cực quyền, trùng chân xuống, tay đưa theo chân này. Yep. Ôi, đúng là già thật, vừa một tập tí thế mà đã nhói vắt ở xương sống rồi. Không cố được, cố là thành quá cố là chết đấy. À đúng rồi, trong lúc chờ thằng Long về xem tin tức, thế giới xem tình hình nó thế nào. Anh Google này, Google. Chiến sự Ukraine. Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. À, Ok. Chết rồi. Sao đây này nhỉ? Sao đây lại đây sạch lét thế này? Hả? Chết rồi. Ôi chết rồi, làm thế nào bây giờ? Ôi trời ơi, Long ơi, bố xin lỗi, chết rồi, làm thế nào bây giờ? Chú Tùng ơi! Ơi! Chú Tùng ơi! Vào đi! Ui rồi, lẩm cẩm thế nào sang nhà cháu chơi quên sổ, quên cả bút đây này. Chú làm gì đấy? Cháu ơi, dạ? cháu có biết gì về máy tính không? Đơn giản, thế có vấn đề gì? Ê, chú không hiểu sao máy tính đang xem tin tức thì nó sạch lét à? Xanh lét à? Ừ đây. Không thấy cái gì nữa. Không. Vẫn bình thường. Mày tưởng cái gì? Đây là bị ẩm IC chú ạ. Cái gì? Ẩm IC ấy. IC là cái gì? Đại khái là IC nó giống như kiểu cái não của con người ấy. Bây giờ não mình mà ẩm thì người cũng nên vứt. Bây giờ chỉ cần sửa cho nó hết ẩm là được. Nhà có máy sấy không chú? Máy sấy á? Vâng. Hình như không có, mỗi bật lửa ấy, dùng được. Cũng được đấy chú. Cũng được. À? Vâng. Không đưa cháu. Ở chỗ đấy à? Vâng. Ê, xa, cháy đấy. Ôi. Kia. Xun cả cái nhựa đấy, sao vừa rồi đấy? Để im cháu làm cho. Cái này mũi. Cháu. Được rồi đến... đấy. Ngửi cái mùi gì à? Có mùi khen khét đấy. Khét sao được chứ? Ê, chú bấm thử xem được đấy. Ôi rồi. Này, màn hình tối om vào thế này là được đâu? Thế là thế nào? Chắc nó đang khởi động lại chú ạ. À mà bây giờ cháu phải
Cháu phải về đưa mẹ đi chợ đi. Sao lại xin thế? Chú Phúc ơi. Thằng này. Ôi. Thằng Phúc nó trúng số hay sao mà nó chạy nhanh thế nhỉ? Cái thằng này bố quên quyển sổ ở bên nhà nó sang đưa cho bố. Mà anh ấy dạo này làm ăn bừa bãi lắm đấy nhá. Máy tính vứt lung tung hết cả. Thôi, ở nhà nhá. Trong nhà đi, bố đi ra ngoài có tí việc nhá. Bố không phải mua gì khét khét không bố? Mua gì đâu? Chắc là nhà bà Tú Xù lại kho cá chắc bị cháy. Thế nhá, ngồi nhà bố đi ra ngoài. Sao con? Thế nào? Sửa được rồi à? Nhanh thế. Hỏng hẳn rồi, không sửa được bố ạ. Thế á? Hay là bố có ít tiền, bố sẽ đưa con đi mua cái mới nhá. Thôi, bố cứ cầm lấy mà tiêu. Chuyện này con lo được. Con chỉ tiếc là mất cái giáo án trong đấy, với cả công 10 năm con nghiên cứu thôi. Cái máy tính này á, bây giờ chỉ có gọi thầy cúng thì may là cứu được. Thế chỗ cửa hàng máy tính không có thầy cúng à? Quên, không có thợ sửa à? Không sửa được nữa, hỏng hẳn rồi. Chỉ tại bố. Địa giá mà bố không động vào thì... Thôi, con trêu bố đấy. Bố không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Con sẽ tìm cách xử lý. Bố à? Bố ơi, con mua máy tính về rồi đây. Nhanh thế hả con? Vâng. Đây, bố xem này. Dạ. Trông nó cũ thế nào nhỉ? Thì con mua lại mà. Con thử rồi, vẫn còn dùng tốt lắm. Mà người ta bán rẻ nữa nên con mua luôn. Tức là mua người ta dùng rồi ấy hả? Vâng, cái máy tính cũ mà. Thôi thế cũng được. Nhưng mà còn tài liệu dữ liệu của con thì như nào? Thì đành phải làm lại chứ bố. Biết làm sao được. Mất bao lâu rồi? Chắc là cũng khoảng vài tháng đấy. Nhưng mà bố đừng nghĩ nhiều. Không sao đâu, con sẽ làm lại. Mà bố cho con mượn 100.000 đấy. Con xuống giả tiền xe ôm. Mượn thì nhớ trả lại cho đầy đủ nhá. Con nhớ rồi. Thằng nào chứ tiền. Sao lại có tiền trong này nhỉ? Bố ạ? Con này. Dạ. Cái máy tính này. Bố xem trong này thấy. Cái này. Sao nhiều tiền thế này? Chắc là chủ cũ họ để quên bố ạ. Thế bây giờ phải làm thế nào? Thì làm nào bố? Bố nghĩ đây là của trời cho. Nếu mà trả lại khi trái với ý trời đấy. Nhưng mà bố không nhớ à?
Từ ngày bé bố đã dạy con là phải sống ngay thẳng, nhặt được của rơi là phải trả cho người đánh mất chứ mà. Đúng rồi. Đúng rồi, nhặt được của rơi là phải trả người mất. Trả đi con. Thành thật cảm ơn bác, cảm ơn anh. Nếu không có bác và các anh đây thì chắc chắn thì cháu đã mất số tiền này rồi. Này, có phải là quỹ đen không đấy? Ấy, sao bác hiểu rõ thế? Tôi trải qua rồi, tôi biết chứ. Bố à? Thế quỹ đen của bố đâu? Chẳng, bố làm gì có. Thôi, tôi có chút gọi là. Cậu đừng làm như thế, bố con tôi không nhận đâu. Thôi, anh nhận cho tôi vui. Cậu cầm về đi, chúng tôi không nhận đâu. Dạ vâng. Nếu vậy thì cháu xin phép cháu xin số tiền này và cháu đi về đây. À, nếu như mà máy tính mà có vấn đề gì thì anh cứ bảo tôi là chuyên gia công nghệ nhá. Thì chuyên gia sửa máy tính mà. Cậu là chuyên gia công nghệ, chuyên gia sửa máy tính. Sửa IT đấy à? Đúng rồi. Thế cậu có cách nào mà phục hồi dữ liệu bị mất được không? Ôi, đúng nghề của tôi rồi. Thế thì tốt quá. Cậu giúp tôi phục hồi dữ liệu đã mất nhá. Anh cứ yên tâm, nghề của tôi mà. Tôi sẽ làm lại phục hồi y như cũ cho anh luôn.